rồi các bạn chỉ biết khi các bạn không lớn chưa rồi lại tiếp tục làm như có mấy tháng chạy về thì không lên nhà hãy mua vô mà cũng không trở về các bạn thì có rất nhiều đề tài đó chia sẻ với anh chị và các bạn thấy ở Việt Nam quyền tự do tôn giáo rất là khó chứ không phải giống như những cái sự tiên truyền của những thầy thần thiên tài phóng thoáng trước những từ tiền và các tín ngưỡng nó đi đồng bộ với nhau và cùng chung với lại cái nét văn hóa của dân tộc Việt Nam. Anh chị có cảm thấy Việt Nam bây giờ tôi đi cấp nước cho em cho bây giờ cả cái vấn đề chứ chỉ có những cái mà khi không có đất nước nó lợi dụng một số các tín ngưỡng tôn giáo tạo đó là những người đó cũng như một số nhóm tôn giáo đen nhưng để làm như nó thiên tài chống phá đó chứ lấy cái nó cứ lợi dụng những cái bất cập cho nên Việt Nam không có tự do tôn giáo và nhân quyền tôi nói là không có người dân Việt Nam tôi nói là càng nước còn không rất là không thắng về xã hội và sự bình đẳng ngày càng được mặt tốt hơn những cái nan đề của xã hội cũng được giải quyết ngày càng được công tâm hơn những cái sự bất công trong xã hội cũng đang làm được cũng đang được một cơ quan chính quyền địa phương cũng như trung ương có những cái chính sách chủ trương làm sao cho cái đời dân chứ không phải giống như những cái tuyên truyền của những cái tổ chức nhiệt tâm và những cái nhóm chống cộng ở thái ngoại một số những thành phần bất mãn cơ chế ở trong nước nó lên mạng nó tuyên truyền làm cho bất an của bất ổn xã hội như các bạn mong nghĩ đây tôi sống ở tôi biết thành phố Mỹ Tho này chỉ là tôi đi có mấy tháng mà tôi về tôi thấy bữa nay cái đời sống dân sự khó sinh tốt hơn và những cái mưu sinh về mặt tôn giáo rồi như vậy nó trở nên sầm uất hơn thì khi con người ta ăn lên làm ở biết thứ các bạn biết tôn giáo nó gắn liền với lại văn hóa của dân tộc cho nên mọi người cũng tốt nhưng mà mỗi cái đời sống đời tâm linh của mỗi người họ có cái nhìn nhận theo cái hướng đi của họ. Việt Nam mình có hơn 50 dân tộc anh em cho nên cái chủ đề là tôn giáo này các bạn nó cũng rất là phong phú nó tạo nên một cái nét đẹp của xã hội văn hóa Việt Nam ngày càng được hoàn thiện. Tại vì nói nếu mà nói đến tôn giáo là nói đến đời sống tâm linh cho nên nó cũng góp phần vào trong cái công việc gọi là ổn định an ninh trật tự xã hội để giảm bớt những cái tội ác trong một cái xã hội đang ngày càng tiến bộ. Các bạn đừng nghĩ một cái xã hội tiến bộ là nó sẽ đi đến sự hoàn hảo, nó không phải như vậy. Một cái xã hội tiến bộ nó sẽ đi đến những cái mà nan đề của xã hội nó có trồng chất ngổn ngang nhiều hơn. Bởi vì con người ta có những người họ đi kịp với thời đại, có những người họ không đi kịp với thời đại thì họ bị bỏ rơi, và có những người họ bị xáo trộn về vấn đề mà khi họ thu hòa nhập với lại cái thay đổi phát triển của thời đại, họ không nắm bắt được cái thông tin thì họ bị xa lầy và họ bị mắc vào những cái sai lầm gây nên những cái vấn nạn. Cho nên tất cả các tôn giáo mà chính thống góp phần vào trong cái công cuộc văn hóa của một cái đất nước Việt Nam là toàn thể. Đó là chính sách chủ trương của đảng và nhà nước Việt Nam, các bạn thấy rất là quán triệt luôn tạo cơ hội và điều kiện cho người dân tín ngưỡng sống đẹp đạo tốt đời để họ có những cái tín ngưỡng tâm linh hướng thượng mà sống tốt hơn và giúp ổn định cái bộ mặt văn hóa xã hội. Đây là Lê Minh Trinh dừng ở đây. Hiện nay xin các bạn like tí ép theo. Mình đi vòng vòng mặt mấy tháng rồi mình mới trở lại. Thấy bộ mặt xã hội
Mỹ Tho ngày càng tiến bộ, mình cảm thấy rất là phấn khởi và vui mừng. Mình xin chào những bạn kia các bạn. Bye 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 bye.